Tiếp theo là một thông tin cảnh báo y tế đáng chú ý khác. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ 50 tuổi ở ngoài quận 7 đã bị rơi vào tai biến hôn mê sâu sau khi cắt mí mắt và hút mở bụng cũng như là mở lưng ở một trung tâm bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn. Liên quan đến vụ việc này thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã điều tra vụ việc. Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã niêm phong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, người bị tai biến sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ Sở cũng thành lập đoàn chuyên gia khảo sát, kiểm tra mức độ an toàn phẫu thuật tại hai cơ sở y tế đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân. Thanh tra Sở Y tế cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục làm rõ và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại cơ sở thẩm mỹ. Trước đó, bệnh nhân 50 tuổi đã thực hiện cắt mí và hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ lưng vào ngày 6 tháng 6. Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, bà vào cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng hôn mê, huyết áp không đo được bác sĩ hội trần và chỉ định mổ cấp cứu, ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc núi lớn. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo.